Xin chào các bác nhé, em lại chia sẻ với các bác một video một kinh nghiệm của em nhé. Đây, giới thiệu các bác là một số cây này, em tự đi tìm về, đánh về, xong em ươm, em trồng. Đấy. Đây là một cây bàng. Cây bàng này này cũng từ lúc nó còn nhỏ tí thôi, nó như cái tay của nó đấy. Như cái tay, xong về mình trồng, mình ươm nhé. Ươm này em ươm cái thân nó đấy, xong em uốn bộ rễ này, rễ mình trồng cao lên, xong mình lúc mà đất nó trôi lên là sẽ hở bộ rễ ra, xong mình chịu khó cắt đấy, ví dụ cắt giật đoạn này lên đây giật tiếp các bạn, tạo độ khúc khỉu cho cây nhé. Lên đây cái cổ nó em lại cắt tiếp, và có một cái tay nó đi ra. Đó, nhìn này. Đấy. Tay đi ra rất đẹp, đổ xuống đất mà nó xòe rất nhiều tay, đang ra rất nhiều tay. Cái này thì em vẫn nuôi quá nhá, nuôi giờ cho thật gốc phải thật to các bác ạ, thì nó sẽ đẹp, gốc cũng già. Đấy, cái kinh nghiệm của em là các bác là cứ tìm những cây con như này này, các bác là mới chơi cây tìm những cây con như này mình trồng mình ươm. Rồi, một cây đại nhau nhá, cây đại vàng. Đại vàng đó nhá, đây cũng đang có hoa, hoa mà. Đấy, đang có hoa các bác nhá. Đây thì cây này em cũng đi ngoài đường em thấy nó rất, người ta chặt cành không, em cắm đây, ví dụ như là cái cành của nó đây mà. Đấy. Người ta cắt đến đây thì em lấy cái đoạn này về em trồng. Đấy. Người ta chặt đi thì mình lấy cái đoạn này mình về mình trồng. Đấy thì em cũng dâm vào đây. Sau một vài năm nữa thì nó sẽ lên to. Mình sẽ có một cây đại mình để chơi. Đấy, mình không phải mua gì cả. Đây là em có vườn thì em trồng ở vườn, còn nếu các bác không có vườn nhà mà chật thì các bác lấy cái thùng xốp trồng, thùng xốp được. Chỗ này em ra một tay đây thì tí em sẽ cắt cái phần này đi, em sẽ lấy cưa em cắt cái phần này đi thì để phần này độ lượn của cây từ gốc lên lượn của cây ra. Đây là một tay này, em lên đây em cắt cái phần bên trái cái đi để lấy cái thân này, còn thân thứ hai đây, trên này là một tay nữa, đây thứ hai. Đấy. Cây đại vàng luôn, thế là mình đã có hai cây thì mình chơi ổi như thế này. Đây là em quay ngoài vườn nhà em nhé các nhá, kinh nghiệm của em để làm cây mà không tốn tiền này các bạn. Cây này em cũng đi nhổ về đấy, trồng ươm không mất tiền. Một gốc lục vừng. Lục vừng này cũng từ lúc nó trồng hạt các bác. Trồng hạt nó còn bé tí. Đấy, em trồng một vài năm nó lên to này, em cắt đi để em lấy mầm lên này. Lấy lên làm tiếp. Gốc đa. Này. Gốc đa này các bác. Đi nhặt về thôi chứ của mình chẳng phải mình mua là gì cả. Cây này em vẫn đang làm để ở đây em nuôi. Gốc xanh này cũng thế, gốc xanh quê. Đây. Từ lúc nó còn bé tí thì trong vòng 7 năm rồi các bạn, đấy nó to này. Dễ ăn ra rất là đẹp. Mình cũng đi xin cành về mình cắm. Cắm cành quá nhỉ. Đấy. Vừa mình vừa có một cái cây nữa. Đấy. Thế nào mình đã có một phôi xanh rất là đẹp.
không phải mua một cái gì. Như gà nhà em nuôi lên nhiều cái mầm nó ra nó ăn. Muốn ăn gà xịn thì mình phải nuôi thôi. Gà ta xịn nên là pha trọi thôi. Ôi. Đằng này cũng được rồi. Xanh này. Xanh Nam Điền. Cái cây này các anh cũng cắt từ cành ra xong em dâm. Mình không phải mua nữa. Lúc Nam Điền tâm cắm cành nó ra dễ nên là có một cây Nam Điền để chơi. Rất là đẹp. Thế là mình không phải mua gì. Ở đây một cái gốc nữa. Gốc. Đây một gốc dâu. Em cũng cắm cành từ lúc nó còn bé tí thôi các bạn thấy. Cắm ở bờ ao kia. Bờ ao xong rồi em đánh vào đây em trồng thì nó vòng có mấy năm mà nó lên to. Đấy. Thì có một gốc dâu to cũng cắt giật rất nhiều. Đây em cũng mới cắt. Đấy. Cắt giật rất nhiều. Một gốc dâu thôi. Quay cầm tay nên là nó hơi bị rung. Đấy. Đấy, một phôi dâu. Mình cũng chỉ cắm canh nên em mới cắt đi, bỏ. Phôi dâu em cắt bỏ đi. Đây những cái này mà mình giờ mình cắm thì là nó sẽ lên. Đấy. Kia đằng kia em cũng cắm mấy canh lên đằng xa kia. Đấy. Phôi Nam Điền cũng ươm này. Đấy, cũng cắt từ cành cắm. Một cành dâu kia bác ạ. Dâu em mới cắm. Đấy, mai nó lên, dâu nó dễ lên. Đấy. Dâu nó dễ lên. Đấy, phôi dâu. Và đây một giờ phôi. Đấy, phôi nhót các bạn. Mình đã có một cây. Cái nhót này mình không có thì mình không kiếm được đâu rồi. Mình phải mua. Mua nhưng mà cũng mua cây giống, cây nhỏ. Đấy, trồng một vài năm mà lên rất là to. Đấy, mình đã sẽ có một cây chơi ngay. Đấy, kinh nghiệm của em là như vậy. Các bác có chịu khó đi ngoài đường mà để ý nhìn xem thấy mà có thì các bác cứ lấy về để trồng. Một vài năm là mình sẽ có một cây chơi. Bên này một cây dưới các bác nhé. Đấy, cây dưới em cũng trồng nó từ lúc nó còn mọc hạt các bác. Và em trồng đây cũng nhiều năm rồi. Nó khoảng cây này cũng khoảng tầm 15 năm. Trồng không cho lên to nên là cắt nhiều lắm, rất là nhiều đúng không? Nên là nó bé không thể lớn được. Cây này có tàn nó bay ra, dự tính cây này sẽ làm cây gió thổi cuốn theo chiều gió này. Đấy, các bác nhìn nó đổ sang một bên. Bên này thì không có gì. Làm cây thổi gió, gió bão nó thổi đổ sang bên. Một cây dưới nữa. Khi nào mà nó rụng quả nó mọc hạt thì hạt nó mọc lên thành cây thì mình lấy về mình trồng. Cây dưới, thế là mình có một cây dưới này. Cây này em làm bonsai nhỏ để chơi. Cây sân nhà mình nhỏ, cây nhỏ này rất là đẹp. Phôi ổi đấy, đấy, phôi ổi. Người ta bỏ đi mình về mình lấy về mình làm. Đấy. Nhà em có vườn nên em ươm này thì nó lớn nhanh được, nhưng còn các bác không có thì các bác cứ ươm vào những cái chậu con hoặc những thùng xốp. Một vài năm các bác sẽ có một cây bonsai các chơi. Đây một cây ấy nữa, cây dưới. Đây hai cây này thì cùng mấy cả một độ tuổi bằng nhau luôn. Cây bên này. Cây này và cây này. Độ tuổi bằng nhau. Có gì đâu. Bằng nhau.
cây này em cao hơn, cho lớn hơn thì nó cao hơn. Đấy, cây này em cũng làm cắt giật nhiều, mình không phải mua, cây này mình trồng hạt mình cũng không phải mua. Video này em làm cho các bác nào yêu thích mới chơi cây thôi nhá, còn các bác mà chơi cây lâu lắm rồi có kinh nghiệm rồi thì em cũng không dám nói thêm vì các bác thì quá nhiều kinh nghiệm rồi, không phải là dạy các bác đâu, nên là cái kinh nghiệm của em là giới thiệu các bác là mới chơi thôi, yêu thích cây thôi, mình không phải mua mấy, mình đi tự mình tìm kiếm về mình trồng mình làm, mình sẽ có một cái cây bonsai để mình chơi. Nhiều lắm, em ươm, hôm nay em quay một video tiếp thì em ươm rất nhiều cây, nhiều loại cây các bạn, không phải là những quay cây này. Xanh cũng có, mà các cây linh tinh, nhiều cây cũng có hết. Thôi video này em xin tạm dừng tại đây nhé, xin chào và hẹn gặp lại các bác. Các bác nào xem mà thấy hay thì hãy like và chia sẻ, đăng ký kênh cho em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Đấy, lan em bỏ cao.